thêm một sự lựa chọn mới dành cho anh em câu lùa. Trên tay mình đây chính là cuộn dây SK. Còn cái chữ series này có nghĩa là nó sẽ còn tiếp diễn. Về sau có thể là cái mã này nó bị thay đổi. Cuộn dây này nó có xuất xứ, nguồn gốc là của anh Trung, một đất nước tỷ dân ha. Nguyên liệu chính của cuộn dây này thì anh Trung ảnh vẫn phải nhập, chứ ảnh không phải là cái gì ảnh cũng có. Về quy cách đóng gói của cái cuộn SK60 này, nó vẫn có một cái siêu và đến từ nhà Monster Fishing Tackle Store ha. Đây là cái nhà phân phối tại Việt Nam. Màu sắc của cuộn dây đó là multicolor, có nghĩa là nhiều màu. SK60 được bện theo cái phương pháp bện chậm silo woven. Điều này có nghĩa là những cọng dây thông thường trong một thời gian nhất định thì nó sẽ cho ra là 7000 mét, và cũng trong thời gian ấy SK60 chỉ được 2500 mét mà thôi. Và một điều mà làm cho anh em khi sử dụng cái cuộn dây này an tâm hơn, đó chính là cái chế độ bao test cho anh em lên đến 10 ngày. Mình nghĩ rằng trong thời gian 10 ngày vừa đủ để cho anh em mình cái chất lượng cái dây nó ra sao. Và khi cuộn dây này nó có sự cố nổ sản thì anh em chỉ việc là vào trong cái buổi livestream của mình, hoặc là ba cái video đầu mà mình đã ghim ở trên cái kênh của mình, anh em để lại một cái comment là tôi đóng dây này bị nổ ha, chuyện còn lại là của mình sẽ cách nhanh nhất để gửi lại cho bạn một cái cuộn dây mới mà bạn sẽ chỉ trả tiền ship mà thôi. Điều còn lại mình muốn chia sẻ đến anh em, dù cuộn dây này có tốt hay là bất cứ cuộn dây nào có tốt đi chăng nữa thì nó chỉ là một mắt xích trong cái chuỗi mà tất cả những thiết bị khác liên quan. Điển hình như là con máy ngang hoặc là con máy dọc thì ngay chăng cái lỗ ra dây con máy ngang, lỗ đó nó được làm bằng sứ. Khi mà cái chỗ đó bị mẻ thì chẳng khác nào nó là một cái con dao để cắt cái cuộn dây này, hoặc là cái lay roller ngay ở trên con máy dọc. Mình đã từng thấy rằng có những cái lay roller nó bị cắt một đường, là cái cục lõi kim loại nó bị cắt một đường, thì cái dây này lọt vào trong đó thì anh em cũng biết được cái hậu quả nó ra sao. Hoặc là trên cái dàn khoen mà cái dây này nó sẽ đi ngang, có một cái khoen bị mẻ thì anh em cũng hiểu điều đó. Cho nên thường xuyên mình kiểm tra cái chân lỗ ra dây hoặc là cái lay roller của cái con máy dọc, tất cả những cái khoen của cây cần của mình đang dùng, chỉ có cái điều đó thì nó mới làm cho cái dây mình hoạt động lâu dài hơn. Và câu lâu ngày thì cái dây nó sẽ bị sờn, thì cái đoạn đó mình cũng nên cắt bỏ. Tùng Cá Lóc xin cảm ơn anh em đã ủng hộ cái cuộn dây Thomas Power vừa qua. Thì lần này mình cũng rất được mong sự ủng hộ của anh em đối với cái cuộn dây mà mình thật sự rất là yêu thích này, đó chính là cuộn SK60. Tùng Cá Lóc xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.